Ủa sao con uống thuốc kìa. Con ơi. Quá hôm nay mưa gió mà bố. Tối hôm qua nó ho suốt cả đêm em ạ, anh có ruột vào anh không ngủ được. Có sốt không sốt nhưng mà nó nóng sốt đi. Vâng, thì cô bán thuốc cho cháu ấy. Ho suốt cả đêm. Anh cần gì đồ chưa? Ba tuổi thuốc cái cảnh như này anh giả anh hồi có 30, 40 nghìn, 50 nghìn, còn đâu cho anh đi nhé. Nhưng mà một con anh ra thu hoạch được thì anh mang ra giả sau nhé. Cảm ơn cô ạ. Bố cho con uống thuốc nhé. Để bố giấu thì nấu mì cho con ăn không? Bố cho con uống thuốc nhỉ? Khỏi ngay màng nhỉ? Kiểm giúp con. Con này có chơi nhé, bố nấu mì cho con ăn nhé. Nào con ơi, con ở để ăn sáng này uống thuốc. Nào con. Ăn xong để bố cho con uống thuốc cho khỏi nhá. Ăn đi. Quay lại đây. Đấy. Ngồi đấy bố. Con còn sốt không? Con còn sốt không? Hái đỗ đi Long đi. Con đỡ rồi, bố con mình đi hái đỗ đi. Đi con. Đỡ rồi, bố con mình đi hái đỗ nhá. Con ở đây để bố đi hái đỗ nhá. Bố giải cho con ngồi đây nhá, để bố đi hái đỗ nhá. Ngồi đấy chơi nhá. Đẹp lắm. Con ơi, con ốm con ngồi đấy đi để bố con làm. Con không ốm, con không ngồi đấy chơi à? Để bộ ra đây hái đỗ với bố á? À? Ôi dồi, ngoan thế, đi ra đây với bố. Con không đi dép à? Mẹ bỏ mất dép rồi. Ừ, to à con hái cho bố. Ơi, để ra cho bố. Tao quá. Ừ, con hái được 2 quả à? Ít thế. Quá. Ôi, thế nào con ơi, con ngã rồi. Ôi con ơi, vừa hết quần áo rồi. Con đi nào cẩn thận chứ. Vừa hết rồi, bẩn hết quần áo rồi. À, con đứng ở đây nhá, không được nghịch nữa, cả nước nó trơn nó ngã con nhá. Đây con đứng đây. Con đứng đây nhá. Không được nghịch nữa, cả mưa trơn nước trơn ngã con nhá. Bẩn hết quần áo rồi. Tí bố hái đỗ xong bố về bố thay quần áo cho con nhé. ít quá, không đầy gùi con ạ. Con đi cẩn thận. Đăng ơi, xuống đây ngồi ấm ăn ơi. Đấy, để bố đun nước tắm cho con nhé. Tắm thay quần áo cho con. Bố đi rửa giấy tay cho con. Rửa tay để bố thay quần áo là đổ ngã bẩn hết rồi. Con xuống đây con. Bỏ dép đây. Này, bỏ dép đi. Tay quần áo cho ấm nhé. Khổ quá, hôm nay mưa gió mà bố vẫn là cho con đi thu hoạch rồi. Nợ tí tiền thuốc thì hôm nay bố rét mướt rồi, bố không cho con đi đâu. Khổ quá, phải cố để đi để lấy tiền mua thuốc kìa. Trả hết tiền thuốc cho họ thôi. Đây, con. Thường quá kìa. Mùi sẽ tươi này con. Mặc lại. Này con. Ấm. Con ở đây xử lý cho ấm để bố ấy nhé. Bố đi giặt quần áo cho con nhé. Lát con ngồi đó. Con ơi đi ăn cơm đi. Bố đi bố ăn cơm con. Đi nào, đi xuống con, xuống đây. Cơm này con. Hôm nay mưa bố con mình đi ấy đỗ ít tiền quá, bố không có mua tiền mua thịt cho con ăn, ăn tạm đỗ nhá. Đây con. Ăn đi. Con ăn đi. Cơm đi. Ăn xong để tranh thủ con ngủ đi, để chiều bố tranh thủ đi hái quả đu đủ thêm vào để bán thêm vào để lấy tiền giả thuốc cho họ con nhé. Sáng ngày bố con mình phải mua chịu đấy nhé. Đỗ hôm nay bố con mình hái ấy. Ngon không con? Ngon à? Con nào rẻ rồi, con để đấy không? Con lên nhà con ngủ tí đi. Con đi lên ngủ đi để bố rửa bát nhá. Bố tranh thủ bố chặt ít đu đủ để chiều mang ra chợ bán đấy. Nào. Ui. Bố tranh thủ đi chọc ít quả đu đủ để bán một thể nhá. Sáng ngày hái được ít đỗ á, bố đi chọc thêm mấy quả đu đủ cùng cảnh đi chợ bán để giả tiền thuốc cho con. bán thêm cái đỗ thôi. Okay. Rồi đấy. Con mình đi chợ đi, bố con mình bố vừa chuẩn bị hết đồ rồi, bố con mình đi chợ thôi, đi. Đây con ơi, con nó khởi đâu bố. Em mua đậu đi. Đây là 15.000 chị ơi. Đây là 5.000 quả. Đây chưa. Cho con cầm tiền ra bố. Con cầm tiền. Đấy. mua đu đủ hoặc mua đậu đi bác ơi. Có tiền có đu đủ ấy. 5.000 ạ. Được vâng. Bác thấy mấy quả. Dạ, bác lấy thêm đậu đi. Vâng, xin nha. Dạ, vâng. Cháu vừa bán được đu đủ đấy ạ. Đây chị ơi. Vâng, 10.000 ạ. Rồi, cảm ơn bác nha. Vâng ạ. Con cháu cảm ơn bác nha. Cho thoải mái và tươi tỉnh thoải mái. Vâng, em xin. Để to thế. Bây giờ gió này chắc không mưa rồi. Ôi cô ơi. Quả đu đủ bán nào ấy? 5.000 ạ. 5.000 ạ? Vâng. Ây, nhưng mà sao mà vẹo và vẹo vọ thế này? Vâng, nó có thế cây nhà lá vườn ạ. Vâng. À, nhưng mà nhìn xấu xí quá, vẹo và vẹo vọ. Nhưng mà ngon lắm ạ. Thế à? Vâng. Thế cái đỗ này bán nào ấy? 15.000 một cân ạ. Đỗ này đỗ gì ấy? Thôi bán nốt chỗ gì báo. Mua nốt 5.000. Này quá có bác ủng hộ cho nhanh, cố gắng cháu về sớm ở Tết. Vâng, cảm ơn bác nha. Đây ạ. Đi về đi con ơi.